quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Văn Thành chủ trì họp trực tuyến với 8 địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên để triển khai công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 4, bão Noru trên Biển Đông. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của siêu bão này, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Đặc biệt, lưu ý đến hoàn lưu bão sẽ hình thành áp thấp nhiệt đới gây mưa to, sạt lở. Vì vậy, phải nghiên cứu theo dõi, chống đỡ với bão, đồng thời cũng phải ứng phó với hoàn lưu bão. Thủ tướng cũng nhấn mạnh cuộc họp này, Chính phủ sẽ rà soát, chỉ đạo công tác phòng chống bão đến tận các quận huyện, xã phường. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, bảo vệ các công trình thủy lợi, các tuyến giao thông xung yếu, các công trình di sản, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, qua rà soát tại Đà Nẵng, Bộ trưởng đánh giá cao công tác triển khai ứng phó bão của thành phố. Tuy nhiên hiện nay công tác dự báo thiên tai từ trung ương đến các địa phương vẫn còn hạn chế, cần có sự chỉ đạo sâu sát, linh hoạt hơn. Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão đồng bộ trên cả ba mặt trận, ven biển, trên biển và vùng núi. Anh em ven biển thì nhiều khi nó quen cái công tác phòng chống thiên tai này rồi, nó bão lũ rồi, nhưng mà từ các tỉnh ven biển, các tỉnh miền núi liên quan tới một số cái điểm sạt lở, đứt gãy các cái địa chất thường xuyên xảy ra và nó không theo quy luật, nó bất kỳ ở nơi nào điểm, do bất kỳ nơi nào. Do đó cái công tác phát hiện kịp thời để mà chủ động xử lý hoặc là ban chỉ đạo sẽ tham gia cùng với các đồng chí, thì do đó cái hệ thống thông tin liên lạc phải chặt chẽ. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thống nhất nâng mức độ rủi ro của bão lên một cấp để nâng cao sự chủ động cảnh giác trong phòng chống bão. Khẳng định lại đây là cơn bão rất mạnh, Thủ tướng đề nghị các địa phương, lực lượng chức năng và người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là, tập trung tổng lực để ứng phó bão. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc sơ tán dân phải hoàn thành sớm nhất có thể để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân. Trường hợp cần thiết phải cưỡng chế sơ tán di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Khả năng chống chịu của nhà cửa, cơ sở hạ tầng của chúng ta còn rất hạn chế. Có nhiều nơi thì khó đảm bảo an ninh an toàn cho người dân. Cho nên là chúng ta vừa phải chống bão, vừa phải di chuyển người dân ra khỏi cái nơi mà nguy hiểm. Đấy là cái mục tiêu mà chúng ta thực hiện là hạn chế tối đa cái khả năng thiệt hại về người. Vì vậy cho nên phải di chuyển, thực hiện các cái cuộc di chuyển, dự báo những nơi nào có cái khả năng bão đi qua mà có cái điều kiện chống trú thì không an toàn, thì đề nghị các ông chí cương quyết di dời người dân ra khỏi cái nơi nguy hiểm. Thủ tướng cũng yêu cầu không được để bị động bất ngờ gây thiệt hại tính mạng và tài sản người dân, nhưng cũng không hoang mang lúng túng, tập trung đảm bảo an toàn hồ đập, chống sạt lở, bảo vệ các đối tượng yếu thế như trẻ em, phụ nữ, người già neo đơn, người khuyết tật, tiếp tục kêu gọi hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền của ngư dân, tàu vận tải đến nơi neo đậu trú tránh tại các khu vực phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, hoãn mọi cuộc họp không cần thiết, phân công lãnh đạo phụ trách từng địa bàn. Thời gian thì tức là không còn nhiều, vì vậy yêu cầu tất cả các bộ, các ngành có liên quan, rồi các địa phương, từ tỉnh cho đến huyện, xã, phường, các đồng chí tập trung rà soát lại cái công tác ứng phó, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai ngay các cái công việc mà như các đồng chí đang làm. Phân công từng đồng chí trong thường vụ lãnh đạo trực tiếp xuống từng địa phương trọng điểm ứng trực để chỉ đạo đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Thủ tướng cũng đề nghị đặc biệt quan tâm đến công tác dự báo phải chính xác kịp thời, đồng thời yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền, các ngành đơn vị chuẩn bị phương tiện lực lượng đầy đủ, sẵn sàng cho các tình huống cứu nạn cứu hộ, nhất là trên biển, trên sông, những nơi bị chia cắt. Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, đảm bảo sinh hoạt cho người dân, có phương án dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão, kiểm soát đi lại, phân luồng giao thông, ban hành lệnh hạn chế di chuyển nếu cần thiết.
Thủ tướng cũng đề nghị Ban chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão trên mọi mặt trận, có báo cáo cho chính phủ để nắm chắc tình hình, tổ chức công tác phòng chống bão tốt nhất, hiệu quả nhất có thể.